À, chúng ta phân tích đề bài này. Đề bài cho như sau này. Ở hỗn hợp E thì gồm có hai chất hữu cơ mạch hở. Anh X là một amino, còn anh Y là một anh este hai chức. Số mol của anh X thì lớn hơn số mol của Y. Đốt cháy 0,26 mol E thì cần dùng vừa đủ là 2,09 mol oxy, thu được nitơ CO2 và 28,44 gam nước. Mặt khác, nếu cho anh X này có trong và nếu cho lượng X mà có trong 0,26 mol E này tác dụng với một lượng HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng của Y trong 0,26 mol E là bằng bao nhiêu? Thì bạn để ý nhé, hỗn hợp đây gồm có thằng amin và thằng este thì cái thằng HCl này nó chỉ tấn công cái thằng amin thôi. Nhưng rất tiếc là amin này mình không biết nó bao nhiêu trước cả, đúng không? Như vậy thì thầy nghĩ thế này, chúng ta sẽ dùng đó là chúng ta sẽ cũng không biết là amin và không biết este này là este nó có no hay không, đúng chưa? Thế vậy thầy tốt nhất là chúng ta cứ bơm này, bơm hydro vào cho thằng este này no đi. Thì mình sẽ có đây là hỗn hợp E này, hỗn hợp đây là hỗn hợp E. Hỗn hợp E thì sẽ gồm cái gì? Thằng amin đấy nhé, thằng amin mà no rồi nhé, no đây mình không biết bao nhiêu trước này, thì bạn để ý này, amin này CN này H2N này cộng 2 này, đấy no rồi đúng không? Thì bây giờ thằng amin nếu mà nó có x thằng nitơ thì đây sẽ là trội thêm x, thế bao giờ mình cũng cắt nó ra, mình sẽ cắt nó ra thành thằng đây là một anh ancan và đây sẽ là NH, đây là một đây là x hydro này đúng không? Đây sẽ tách ra thành thằng ancan là CN này H2N cộng 2 và đây sẽ là x thằng NH, đấy, x NH nữa. Đấy, do đó thì thầy sẽ nhổ ra. Đã là thằng ancan rồi thì bao giờ thầy bóc CH4 ra. Để giờ thầy bóc tiếp thằng CH2 ra, bóc tiếp thằng CH2 ra và bóc tiếp thằng NH ra. Nhưng NH thì tí nữa thầy viết sau. Tiếp này, thằng este này mình cũng bơm thằng hydro vào cho nó no. Este hai chiếc còn bơm no rồi nhấc hết CO ra. Em sẽ nhấc hết thằng CO ra như này. Nhấc hết CO ra thì bên trong nó còn gì? Trong nó sẽ còn một thằng ancan. Mà ancan thì mình lại bóc ra thành CH4, bóc ra thành CH2, đúng chưa? Và bây giờ thì mình sẽ có đây là NH này, à, thằng amin này thì mình quy đổi nó về thằng gì? CH4 này, CH2 này và NH. Còn thằng anh este này mình bơm hydro no vào thì mình sẽ giật ra thành CH4, CH2 và CO, đúng không? Khi mình bơm hydro vào thì mình phải trừ một lượng hydro đi, trừ một lượng hydro đi này, đó. Hãy để ý này, đầu bài cho anh này 0,26 mol này thì hiển nhiên thằng này là số mol của gì? Thằng amin và là số mol của thằng gì? Của thằng anh este này. Thì cả amin mình nhặt nhặt ra một CH4 nhé, thằng este nhặt ra một CH4, thì vậy số mol của CH4 chính là số mol amin. Thế này sẽ là 0,26 này, xong nhé. Tiếp này, người ta cho số mol HCl đây, HCl thì bằng với số mol của thằng NH, bởi vì cứ một thằng nitơ thì ăn được một thằng HCl mà, đúng không? Thế vậy anh NH đây sẽ là 0,28, được chưa? Thế vậy thì còn những thông số mình chưa biết nữa, đó là anh này mình chưa biết bao nhiêu mình đặt là x này, thằng này chưa biết bao nhiêu mình đặt là y này, thằng này chưa biết bao nhiêu mình đặt là z, được không? Rồi tiếp tục này, người ta cho làm sao? Cho anh này tác dụng với cái gì ạ? Người ta đốt anh này trong oxy, lượng oxy để tiêu tốn là bao nhiêu đây? Là 2,09 mol, 2,09 mol. Thì sẽ thu được cái gì ạ? Thì thu được đây là CO2 nước và nitơ, CO2 này, nước này và nitơ. Thì lượng nước đây đầu vào cho mỗi cái số mol của anh nước thôi, nước đây là 28,44. 28,44 này chia cho 18 thì bằng 1,58 mol, 1,58. Anh này sẽ là 1,58 mol. Thế bây giờ mình sẽ có cái phương trình. Thầy nghĩ rằng khi người ta cho nước thì mình sẽ nghĩ tới hydro. Thì bảo toàn hydro được không nhé? Bảo toàn hydro này. Thì ta có này, anh này 0,26 nhân 4. 0,26 nhân 4. Cộng với đây là 2x này. Cộng với này là 2x. Cộng với này là 0,28 nhân 1. Cộng với 0,28 nhân 1. Cộng với đây là 2z. Cộng với 2z. Và F đã bằng 1,58 nhân đôi. 1,58 nhân 2. Xong, đây là bảo toàn hydro. Tiếp tục này, một phương trình nữa đó là thầy một khi mà người ta đã cho thằng oxy này thôi thì thầy vẫn hay bảo toàn E, thì mình bảo toàn E nhé. Bảo toàn E như sau. Anh này trao đổi 8E này thì 0,26, 0,26 thầy nhân với 8 cộng với thằng này 4 cộng 2, 4 cộng 2 đây là 6 đúng không? Thì đây sẽ là 6 nhân x. Mình sẽ viết đây là 6x. Tiếp này, anh này CO thì không tính thằng CO này bởi vì CO này nó không trao đổi E, coi như CO2 đi. Thằng này nitơ không trao đổi E, thằng hydro trao đổi 1E 0,28 nhân 1 cộng với 0,28 nhân 1. Anh hydro này cho đổi 2E thì cộng với 2 2Z và F đã bằng số bao nhiêu? 2,09, 2,09 và nhân 4 lên, nhân 4. Từ đó mình sẽ dễ dàng ra được ở đây là ẩn x bằng và ẩn z bằng, chỉ có mỗi ẩn x và z thôi, ẩn y chịu. Ta có như sau này. Ở đây mình sẽ có là phương trình là 2 này, 2 này. Chưa có lập hệ, hệ đây là 2 này, 2 này. 1,58 nhân 2 trừ đi 0,26 nhân 4 trừ đi 0,28. Phương trình thứ hai đây là 6, 6 và 2, 6 này, 2 này. Bên này sẽ là 2,09 nhân 4 này, trừ đi 0,28, trừ đi 0,28, trừ đi 0,26 nhân 8. Nhân 8 thì thấy ra đây là 1,04 này. Thì thấy ra được ẩn x đây là 1,04. Còn ẩn y đây thì bằng trừ 0,12. Anh là trừ 0,12. Đó. Thế bây giờ sau khi mình có số mol rồi thì mình điền vào đây. Mình điền đây để mình còn làm gì? Để mình còn biện luận rồi mình còn ghép chứ.
anh này sẽ trừ 0,12 nhé. Đó, còn anh x đây là 1,04 này bằng 1,04. Còn y này mình phế rồi, chịu nhé. À, ta lại có tiếp như sau. Ta biện luận này, mình ở đây mình chỉ có lúng túng một điều đó là thằng amin này, mình không biết nó là amin mấy chức. Vậy ta biện luận như sau này, vì thằng amin, vì số mol của amin này, vì số mol của anh amin lớn hơn số mol anh ete, lớn hơn số mol này anh ete, à nên nên đấy. Nên số mol của anh amin này làm sao? Số mol của anh amin, à, tổng cả amin cả ete tổng của nó bằng 0,26 mol. Bạn có thể quan sát lại đầu bài nhé, tổng hai thằng đấy là 0,26 mol, thì hiển nhiên số mol của amin sẽ phải nhỏ hơn 0,26 rồi, đúng không? Tiếp này, à, vì số mol amin lớn hơn số mol của thằng S của thằng ete đúng không? Thế vậy thì nó chiếm trên một nửa, trên một nửa có nghĩa là gì? À, 0,26 mol này thì có phải là một nửa là 0,13 mol không? 0,13 mol thì chắc chắn amin phải chiếm một cái phần lớn hơn 0,13. Cái này sẽ là lớn hơn 0,13. Thế bạn biết số mol của nitơ chưa? Tức là biết số mol của nhóm trước chưa? Biết rồi, biết số mol nhóm trước rồi. Biết số mol amin chưa? Biết rồi. Thế mình hoàn toàn có thể suy ra được đây, số chức amin đây, sẽ ghi đây số chức nhé, số chức của amin thì sẽ bằng là số mol của nhóm trước là 0,28 chia số mol của amin là 0,13 chia 0,26 thì mình sẽ chặn được đây, mình chặn được đây. Nếu mà chia cho 0,26 này thì nó ra được bao nhiêu? 0,28 này mà chia cho 0,26 thì bằng 1,07 đúng không? 1,07. Còn nếu mà chia cho 0,13 đây thì nhân đôi lên thì bằng 2,15, nghĩa là 2,10,15. Mà số trước là số nguyên nào mà lớn hơn 1 và lại nhỏ hơn 2,10,15. Vậy suy ra số trước của amin, số trước của amin đây thì sẽ là bằng bằng 2 đúng không? Sau khi ra được số trước bằng 2 rồi thì chúng ta suy ra thằng amin có số mol bao nhiêu. Sau khi biết amin nó hai trước rồi thì suy ra đây số mol của amin này, số mol của anh amin sẽ bằng số mol của amin đây, số trước bằng 2 nhé. Có phải liter bằng 0,28 không? Liter được 0,28 đúng chưa? Mà lại có hai chức đúng không? Thì chia 2. Nếu bạn không hình dung được thì bạn có thể hình dung này, R này, NH2 này, đó, tất cả hai lần này thì số mol của nitơ bao nhiêu? Số mol của thằng nitơ đây là 0,28 này, thì 0,28 chia đôi thì sẽ ra số mol amin đây à? Đúng không? Là 0,14 mol. Amin mà 0,14 mol thì sao? Thì anh ete bao nhiêu mol? Thì suy ra mol ete sẽ bằng tổng hai cháu đấy cộng lại với nhau là 0,26 mol đúng không? 26 mà trừ đi 14 đây thì mol ete chỉ là 0,12 mol mà thôi. Chuẩn chưa? Sau khi biết điều này rồi thì mình tiến hành bước cuối cùng, cũng là cái bước quan trọng nhất kết thúc bài toán, đó là ghép chất. Ghép chất đây. Ghép chất đây thì mình sẽ có này, thứ nhất là thằng amin. Amin mình ghép này. Amin thì chắc chắn rồi sẽ có C4 đây. Amin bao nhiêu mol? 0,14 mol. Ok. Đấy chưa? Thằng bao nhiêu đây? Sẽ có thằng CH2 đây. Làm đây không biết bao nhiêu CH2 để đấy. Chắc chắn có NH chưa? Có NH rồi. NH bao nhiêu? 0,28. Đúng chưa? Tiếp theo này thằng ete đây. Ester đây, Ester đây có cái gì? Ester đây sẽ là có C4 này, C4 này tổng số mol của anh Ester đây, Ester là 0,12 mol thì C4 đây cũng là 0,12 mol. Thằng CO thì CO làm sao? Thì CO nó thuộc về thằng Ester này, chuẩn chưa? Mà thằng Ester này Ester mấy chiếc ạ? Ester hai chiếc, đầu bài cho Ester hai chiếc. Số mol của Ester bao nhiêu? Là 0,12 thì số mol nhóm trước sẽ là 0,24. Anh này điền luôn 0,24, được chưa? Tiếp này thằng Hiro nhé, thằng Hiro thì rõ ràng là không no đúng không? Thì cái lượng Hiro bị trừ đi này. Lúc trước mình vay Hiro thì Hiro đấy chỉ có thể lao vào trong thằng Ester thôi. Chứ làm sao hero nào vào thằng Amin được, bởi vì Amin no rồi thì nó không ăn hero nữa, chỉ có thằng ST này nó mới ngậm hero thôi, ăn được hero rồi phải trừ đi, phải nhả ra, nhả bao nhiêu? Nhả đi 0,12. Thế vậy đây CH2 đây bằng bao nhiêu? Thì đây có C2, đây C2 này, và tổng C2 bao nhiêu là 1,04. Thì chúng ta sẽ dùng toán học này, toán học thì ta thấy đây là 1,04 này, 1,04 thì bằng bằng gì? Amin đây, Amin là 0,14 nhân với một lượng ở đây là N thằng C2 cộng với thằng ST đây nhận bao nhiêu C2? 0,12 nhận MCH2. Đấy chưa? Thế vậy làm nào để thằng N và thằng M để nguyên mà hết được? Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy đây, đó là cái cặp thỏa mãn đây, N bằng mấy và M bằng mấy. Thì nhậm ra thì nếu không nhầm nó bằng 4 thì phải. 1,04 này mà chia cho 0,26, 0,26 thì bằng 4, thì mỗi thằng là bằng 4 luôn, N bằng 4 này, M bằng 4. Thì có nghĩa là anh này sẽ là 0,12 mà nhân với 4 thì thằng này sẽ là 0,48, đúng không? 0,48. Tiếp này 0,14 mà nhân với 4 thì anh này sẽ 0,56. Anh này 0,56. Thì cộng hai số này vào xem có khớp được là 1,04 không? Khớp rồi đúng không? Thế vậy đây là khối lượng của ET này. Đầu bài hỏi cái gì? Người ta hỏi khối lượng của anh ET này là bằng bằng mấy? Thì đây suy ra. Suy ra đây là M của anh ET sẽ bằng, cộng hết vào đây là xong này. 0,12 này nhân với 16 này cộng với 0,24 nhân 44 này cộng với 0,48 nhân với 16 này trừ đi 0,12 nhân 2. Thì thấy ra được là 19,92. Và không thấy có số đây thì bấm lại này. 0,12 nhân với anh này là 16 này, 16 cộng với 0,24 nhân với 0,32 thằng này 44.
cộng với 0,48 nhân với 14 trừ đi 0,12 nhân 2 thì thấy ra đây là 18,96 này, 18,96 gam. Đó. Thế vậy kết quả của bài tập này chúng ta cần phải khoanh đó là 18,96 đáp án B các bạn nhé. Đáp án là B.